Là thủ lĩnh của nhóm nhạc Maroon 5, nhóm nhạc pop vĩ đại nhất đầu thế kỷ 21, sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách thời trang cực chất, phong trần đầy mê hoặc và phong thái sân khấu cuốn hút và chinh phục khán giả với hàng loạt ca khúc bất hủ Payphone, Hands On Over, Dream On. Adam Levine có thể được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế hệ của mình. Không chỉ thăng tiến trong lĩnh vực âm nhạc, Adam Levine còn có nhiều thành công cho kinh doanh và đầu tư bất động sản. Đây quả thực là một ví dụ điển hình về cách những ngôi sao hạng A trong làng giải trí có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Nhờ những dòng tiền đa dạng, Adam Levine đang nắm trong tay 160 triệu đô cùng với nhiều khoản đầu tư chưa được tiết lộ. Vậy bạn có tò mò muốn biết giọng ca Payphone giàu có đến mức nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, một follow để ủng hộ cho ekip của mình nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Adam Levine, tên đầy đủ là Adam Noah Levine, sinh ngày 18 tháng 3 năm 1979, thành viên liên tục duy nhất của Maroon 5, đồng thời giữ vị trí trưởng nhóm. Dưới sự dẫn dắt của Adam Levine, nhóm là một trong những ban nhạc hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao suốt gần 3 thập kỷ. Maroon 5 khiến công chúng toàn cầu nhớ đến tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, soul và pop. Âm nhạc của những tượng đài pop rock không chỉ quen thuộc với các ca khúc gắn liền với thanh xuân thế hệ 8X như là This Love, Make Me Wonder, If I Never See Your Face Again, mà còn chiếm lĩnh những bảng xếp hạng mới nhất và được giới trẻ hiện nay vô cùng yêu thích như là One More Night, Animals, Sugar. Nhạc của Maroon 5 thực sự đã vượt thời gian đúng như tiêu chí sáng tác của Adam Levine luôn theo đuổi. Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ. Bên cạnh tài năng âm nhạc xuất sắc, anh cũng đảm nhiệm nhiều vai trò, tiêu biểu là huấn luyện viên The Voice Mỹ và diễn viên. Cụ thể, từ năm 2011 đến năm 2019, Adam Levine đã đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình thực tế tìm kiếm tài năng The Voice Mỹ. Với tài huấn luyện của mình, đội của anh đã vô địch nhiều mùa giải là mùa 1, mùa 5 và mùa 9. Năm 2012, Adam Levine xuất hiện trong phần thứ 2 của loạt phim truyền hình kinh dị ăn khách American Horror Story. Anh cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám khác như là Begin Again năm 2013, Pop Star Never Stop Never Stopping năm 2016, Fun Mom Dinner and the Clapper năm 2017. Theo thông tin từ trang web Celebrity Network, sau hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, Adam Levine hiện đang sở hữu khối tài sản ròng ấn tượng lên đến tới 160 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy rằng anh đã có một nguồn thu nhập khổng lồ từ các hoạt động âm nhạc của mình. Với những con số tài sản ấn tượng như vậy, không khó hiểu vì sao Adam Levine lại được coi là một trong những ngôi sao hạng A có mức thu nhập cao nhất trong ngành công nghiệp giải trí. Điều này phản ánh sự thành công vang dội của anh trong suốt sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 2 thập kỷ qua. Cụ thể, phần lớn tài sản của Adam Levine đến từ các khoản cachet biểu diễn live show, lợi nhuận từ các tour diễn, doanh thu từ việc bán album và phát hành các tác phẩm âm nhạc, cũng như thu nhập về việc đảm nhận vai trò huấn luyện viên trên các chương trình truyền hình thực tế. Trong mùa giải đầu tiên làm giám khảo, Adam Levine đã thu về 6 triệu đô la Mỹ và con số này còn tăng lên đáng kể trong 2 năm tiếp theo, lần lượt là 10 triệu đô và 12 triệu đô. Đặc biệt vào năm 2015 và 2016, tổng thu nhập của Adam từ mọi nguồn lên tới 35 triệu đô. Đây thực sự là một con số rất khủng, phản ánh sự thành công vượt bậc của anh trong sự nghiệp âm nhạc và truyền hình thực tế. Từ năm 2017 trở đi, nhà sản xuất chương trình đã phải trả cho Adam Levine một mức cachet lên đến 13 triệu đô mỗi mùa để anh có thể ngồi vào chiếc ghế nóng cùng các giám khảo khác như là Blake Shelton, Usher, Shakira và Christina Aguilera. Điều này cho thấy rằng Adam Levine đã trở thành một trong những giám khảo hot nhất, được ưu ái nhất trên chương trình The Voice. Theo Hollywood Reporter, anh thực sự ghi điểm trong vai trò này, khiến nhà sản xuất phải chi ra số tiền khổng lồ để có thể giữ chân anh. Rõ ràng vai trò giám khảo trên The Voice đã đóng góp một phần quan trọng trong khối tài sản kếch xù mà Adam sở hữu hiện nay. Đây quả thực là một ví dụ điển hình về cách những ngôi sao hạng A trong làng giải trí có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua các hoạt động đa dạng. Bên cạnh mảng nhạc, giọng ca của Payphone sở hữu dòng thời trang 222. Thương hiệu 222 của Levine
chuyên thiết kế và bán các sản phẩm thời trang như quần jeans, áo khoác da và áo thun cơ bản. Phong cách của thương hiệu này hướng đến sự cá tính, mạnh mẽ và bùi bặm, mang đậm dấu ấn rock. Điều này một lần nữa khẳng định sự đa tài và tính cách mạnh mẽ, cá tính của Adam Levine, một nghệ sĩ đa năng và thành công trên nhiều phương diện. Sự đa tài và tầm nhìn kinh doanh của Adam Levine đã giúp anh xây dựng nên một cái tên và thương hiệu cá nhân vô cùng thành công, trở thành một trong những nghệ sĩ có khối tài sản lên tới hàng trăm triệu đô. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng lớn của Adam trong làng giải trí. Cũng theo Celebrity Network, sở thích lớn nhất của Levine đó là đầu tư vào bất động sản. Anh xem đây là nghề tay trái, nâng thu nhập lên đáng kể. Để nói về dinh thự khắp nước Mỹ của thủ lĩnh Maroon 5 thì nhiều vô kể. Tháng 11 năm 2005, anh đã mua một ngôi biệt thự tại Hollywood Hills với giá 3,1 triệu đô. Vài năm sau đó, anh bán lại với giá là 3,5 triệu đô vào năm 2013. Ngoài ra, vào tháng 10 năm 2012, trưởng nhóm Maroon 5 còn mua một căn biệt thự khác ở khu dân cư biệt lập Benedict Canyon với giá là 4,3 triệu đô. Một trong những cơ ngơi đáng chú ý nữa của anh là ở Beverly Hills. Ngôi nhà nằm ở Beverly Hills, California, nước Mỹ, được anh chàng thủ lĩnh nhóm Maroon 5 này mua với giá 33,9 triệu đô, tương đương khoảng 814 tỷ đồng vào tháng 3 năm 2018. Anh và Behati Brislow đã bỏ ra 8 triệu đô là 192 tỷ để tu sửa cũng như cải tạo nội thất bên trong và bên ngoài biệt thự, làm lại sân vườn. Ngoài ở ngôi nhà ở Beverly Hills, Adam còn sở hữu thêm hai biệt thự ấn tượng khác tại Holmby Hills 17 triệu đô và Pacific Palisades 32 triệu đô, mua lại từ Ben Affleck và Jennifer Garner. Vào tháng 3 năm 2022, Adam và Behati, vợ của mình, đã bán lại biệt thự của Pacific Palisades với giá 57,5 triệu đô. Và có lẽ họ đã thực hiện một số cải tạo và nâng cấp và sau đó bán lại với mức giá tăng lên đáng kể chỉ trong vòng 3 năm. Đáng chú ý là ở ba ngôi biệt thự này đều nằm tại các khu vực cao cấp và giá trị nhất ở California, phản ánh phong cách sống sang trọng và đẳng cấp của Adam. Vào tháng 3 năm 2021, Adam và Behati lại mua một căn biệt thự tuyệt vời khác ở Montecito, California, trên một khu đất rộng 5 mẫu. Đáng kinh ngạc là chỉ sau 3 tháng, họ bán lại căn nhà này với giá 28,5 triệu đô, kiếm gần 6 triệu đô la Mỹ lợi nhuận chỉ trong vòng 9 ngày sở hữu. Đây là thương vụ sang nhượng bất động sản lớn thứ 3 ở Nam California trong năm. Thành công trong thương vụ này càng củng cố vị thế của Adam Levine như một nhà đầu tư bất động sản đầy tính chiến lược. Ngoài niềm đam mê với bất động sản, anh còn sở hữu một bộ sưu tập xe hơi cực kỳ đồ sộ. Giám khảo The Voice từng tiết lộ anh mê mẩn chiếc Mercedes 280 SE 3.5 Cabriolet được chế tạo từ năm 1971. Ngoài ra, anh còn sở hữu chiếc xe Mercedes-Benz SL300 từ năm 1955 với giá trị ước tính từ 1 triệu đến 1,4 triệu đô. Adam Levine cuối cùng cũng đã đấu giá chiếc Mercedes-Benz này thành công với giá 1,15 triệu đô vào năm 2019. Nhưng khi đi chơi với vợ thì người ta lại thường thấy Adam cầm chiếc xe Porsche 365 cổ điểm với giá là 685.000 đô la Mỹ. Đây quả thực là một khía cạnh thú vị nữa trong cuộc sống của ngôi sao này. Ngoài ra, người ta còn bắt gặp anh lái chiếc Bronco Hennessy Velociraptor 500 mã lực của mình trị giá 70.000 đô và đi dạo quanh Santa Barbara, California. Rõ ràng Adam Levine không chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là một người đam mê sưu tập và sở hữu các xe hơi hiếm có và đắt giá. Đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống xa hoa của anh. Với tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của mình, Adam Levine không chỉ là một ngôi sao âm nhạc mà còn là một biểu tượng của thành công và sự giàu có. Anh đã trở thành một nguồn cảm hứng cho những người trẻ có ước mơ và khát khao thành công. Cuộc sống giàu có của Adam Levine là một minh chứng rõ ràng cho việc nỗ lực và kiên trì có thể đạt tới mọi ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Anh đã chứng minh sự đa tài và sự kiên nhẫn có thể mang lại thành công không chỉ trong lĩnh vực mà còn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và đó là những gì mình có thể chia sẻ trong video ngày hôm nay. Còn các bạn, bạn nghĩ gì về sự nghiệp thành công và cuộc sống xa hoa của thủ lĩnh nhóm Maroon 5? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng biết nha. Và đừng quên để lại một like, một follow để ủng hộ cho ekip của tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.